Hallelujah, con cảm ơn Đức Chúa Trời của chúng con. Chúa ơi, chúng con tôn cao Ngài. Chúa ơi, chúng con hướng về Ngài. Chúng con tạ ơn Đức Chúa Trời của chúng con bởi quyền năng vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời của chúng con. Cha ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời đã yêu mỗi đời sống của chúng con. Chúa ơi, Chúa đã chọn, Chúa đã lựa chúng con. Chúa ơi, đã biệt riêng chúng con ra trước mặt cái chính hình của Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, giờ này chúng con hướng về Ngài. Chúa ơi, nguyện xin Đức Thánh Linh ngày giờ này Ngài hiện diện ở giữa cùng chúng con. Chúa ơi, Ngài tiếp tục thăm viếng mỗi đời sống của chúng con. Chúa ơi, Ngài dứt dấy tấm lòng của mỗi chúng con. Chúa ơi, Ngài đốt cháy tất cả mọi cáp ở trong đời sống của chúng con. Chúa ơi, để tấm lòng Chúa ơi, tâm linh chúng con hướng về Ngài, chúng con thờ phượng với Chúa Trời chúng con. Chúa ơi, để chúng con có thể nghe được tiếng của Ngài. Chúa ơi, chúng con có thể chiêm ngưỡng được sự quan nghi, sự vinh hiển của Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa đã cho yêu dấu của chúng con. Nguyện thánh linh của Ngài ngay giờ này, Chúa ơi, Ngài đến để ngồi. Chúa ơi, Ngài chúc phước trên mọi chúng con, chúc phước cho hội thánh của Ngài, chúc phước từng mỗi một người ở trong phòng tin này. Chúa ơi, để chúng con có thể lắng nghe được lời rê-me của Chúa. Chúa ơi, để lời của đó sẽ Chúa ơi, Ngài đụng chạm đến tấm lòng của chúng con. Chúa ơi, để dứt dấy chúng con được tiếp tục bền đổ. Chúa ơi, chúng con tiếp tục được yêu cầu với Chúa Trời chúng con, để chúng con có thể cho nhìn thấy được sự Chúa ơi, quyền năng của Chúa được bày tỏ ra, và Ngài đang hành động ở trên mọi cuộc đời của chúng con. Ngài đang hành động với hội thánh của Ngài, Ngài đang hành động ở trên đất nước Việt Nam của chúng con. Chúa ơi, Chúa ơi, con nguyện cầu xin Chúa ơi, Ngài Đức Chúa Trời của chúng con là đấng tiếp tục Ngài tuôn đổ ơn quyền của Ngài bởi lòng nhân từ và thương xót Ngài rất lớn trên mọi cuộc đời của chúng con, bởi tình yêu nhân từ của Ngài rất lớn trên cuộc đời của mỗi cho người. Chúng Chúa đang kêu cầu cùng chính mình Chúa ơi, và Ngài đang bày tỏ, Ngài đang hành động. Chúa ơi, chúng con tin những điều này. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúa ơi, chúng con trình dâng tất cả mọi nhu cầu của chúng con lên trên chính mình Chúa. Chúa ơi, xin Ngài thương xót đồng bào đất nước Việt Nam của chúng con, để Ngài bày tỏ quyền năng của Ngài, Ngài bày tỏ sự công chính của Ngài. Mà Chúa Ngài đành Chúa ơi, cho mỗi đời sống, Chúa ơi, mỗi một con cái của Chúa đều Chúa ơi, hướng về Ngài. Chúng con cầu xin Đức Chúa Trời Ngài dứt dấy để rồi tất cả cho những người Chúa ơi, Ngài đã kêu gọi, Ngài đã thăm viếng Ngài, thì Chúa ơi, xin Chúa hãy Ngài dùng giấy nhân tình của Ngài, dùng sức yêu thương của Ngài kéo chúng con lại với nhau. Chúa ơi, chúng con được tiếp tục thờ phượng với Chúa Trời của chúng con. Chúa ơi, chúng con hiệp làm một với nhau như một lực đạo binh rất lớn. Chúa ơi, để chúng con bởi đức tin mà chúng con cậy với Chúa Trời chúng con để đập tan tất cả mọi đồn lệ của Satan. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện để rồi ôi Chúa ơi, tình yêu của Ngài, cho quyền năng của Ngài được thể hiện. Chúa ơi, và dân tộc đồng bào đất nước Việt Nam cũng sẽ được cứu. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm. Con tạ ơn Chúa Trời của chúng con tôn cao danh của Ngài là vua trên muôn vua, là Chúa vinh hiển của đời sống của chúng con. Chúa, chúng con tạ ơn Ngài, nguyện xin Chúa cứ tiếp tục tuôn đổ, cứ tuôn đổ thần linh của Ngài trên chúng con. Ôi hallelujah, con tạ ơn Đức Chúa Trời. Hallelujah, con chúc tụng Đức Chúa Trời của chúng con. Bởi đức tin chúng con kêu cầu cùng chính mình Chúa, và ngày nào chúng con kêu cầu cùng chính mình Ngài thì kẻ thù nghịch của con sẽ thoái lui lại đằng sau. Chúa ơi, hallelujah, con cảm ơn Chúa, nguyện thần linh của Ngài, ôi sự Chúa ơi, quyền năng của Ngài, Chúa ơi, là Đức Chúa Trời của chúng con. Hallelujah. Chúa ơi, Ngài tiếp tục, Chúa ơi, Ngài ban phước cho mọi chúng con ngay giờ này. Chúa ơi, để chúng con được tiếp tục, Chúa ơi, kêu cầu Đức Chúa Trời của chúng con. Cho đến ngày nào, Chúa ơi, Ngài cũng có nhìn thấy được, Chúa con nhìn thấy được sự quyền năng Ngài bày tỏ ra, và tất cả mọi người con dân Chúa quỳ gối cho phục vụ phục với Đức Chúa Trời của chúng con, để kêu cầu Đức Chúa Trời chúng con, thờ phượng Đức Chúa Trời của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài nhiều lắm, con tạ ơn Chúa, và chúng con dâng mọi sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời của chúng con, và chúng con hiệp ý với nhau ở trong sự cầu nguyện nhân danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.